đang trút mưa xuống một cách rất là mạnh mẽ. Đó, quất từ ngồi và cứ nhìn từ xa thấy là những cái cơn mưa đang buông xuống. Trận mưa cực lớn. Và đây là hình ảnh này đang quay tại tầng 4 khu B của đường ống nước chống con. Hy vọng là cái clip này sẽ làm dịu mát được cái không khí nóng bức của những ngày này.